Rồi xin chào bạn đã trở lại với chế độ bên nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách unlock BIOS dòng Dell Latitude E650. Đó thì khi các bạn vào cái phần BIOS của cái dòng laptop này á, đó, thì lệnh menu BIOS của những cái dòng Dell Latitude nó sẽ là phím F2. Đó, khi các bạn vào cái phần BIOS để các bạn tùy chỉnh thì nó sẽ bị cái phần hình chìa khóa nó là quá hot unlock nha các bạn. Đó. Ở đây cái laptop của mình nó bị unlock, mình không có chỉnh gì được cả. Thì cái cách khóa này cũng khá là đơn giản, nếu các bạn không biết thì các bạn mang ra tiệm thì bèo gì thợ hay là kỹ thuật thì cũng sẽ lấy bạn từ 200 ngàn đến 300 tùy theo chỗ nha. Có thể một chỗ cửa hàng khác thì nó sẽ lấy cao hơn. Đó, khi bạn vào phần BIOS thì nó, các bạn nhấn vào phần unlock thì nó, các bạn chú ý phần serial number đó, các bạn lưu cái mã này lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành unlock cái BIOS của cái laptop này nha. Đó, các bạn nhớ sao chép qua giấy hoặc là chụp trên điện thoại lại. Các bạn lưu phần serial number. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là các bạn sẽ kiếm một cái laptop hoặc một cái máy tính nào khác, thì các bạn vào trong web hoặc là cái điện thoại cũng được. Đó, các bạn sẽ truy cập vào cái trang web BIOS / bwo.org. Sau đó các bạn sẽ nhập cái phần serial number, cái dãy mã của serial number các bạn nhập vào. Rồi sau đó sau khi bạn nhập đầy đủ cái mã serial number xong rồi, các bạn sẽ get BIOS. Đó, sau khi bạn click vào phần get BIOS thì các bạn chú ý ở phần stellarum serial number, đây là cái mật khẩu. Đây chính là mật khẩu BIOS mà các bạn sử dụng nha, để chúng ta nhập vào cái phần ô vuông của cái phần BIOS của dòng laptop Dell. Đó, các bạn chú ý cái phần này nha. Các bạn chú ý cái phần Dell prompt serial number, các bạn đó là cái dãy mã password để chúng ta sẽ mở khóa. Rồi, tiếp theo sau khi các bạn lấy được cái dãy mã của cái phần mật khẩu rồi thì các bạn sẽ nhập vào phần ô vuông trống password. Đó, các bạn nhập cái phần dãy mã đó vào nha. Mình có để cái phần đánh dấu cho bạn xem á. Bạn nhập cái phần dãy mã đó vào. Rồi sau khi các bạn nhập xong cái phần dãy mã xong rồi thì các bạn có thể nhấn phím Control cộng Enter. Đối với dòng laptop Dell hoặc là những dòng khác thì các bạn phải nhấn phím Enter. Đó. Sau khi bạn nhấn Control cộng Enter thì nó các bạn sẽ vào BIOS, chúng ta xem lại xem cái phần unlock nó được mở chưa. Rồi như vậy là cái phần unlock nó được mở rồi đó các bạn. Đối với những cái dòng laptop thì các bạn có thể sau khi bạn nhập mật khẩu xong rồi các bạn không được nhấn OK nha, các bạn nhấn nhập mật khẩu xong rồi các bạn nhấn Enter hoặc là Control cộng Enter nha, như vậy là mới được nha. Rồi các bạn sẽ vào phần giao diện bên trái, các bạn chú ý phần Security Admin Password. Ở đây cái dòng Enter do All Password sẽ đặt về No Set nha các bạn. Thì lúc đó chứng tỏ chúng ta đã xóa mật khẩu BIOS thành công nha.
Rồi, bước cuối cùng để bạn load mặc định BIOS lại, sau đó bạn nhấn OK và exit để kết thúc quá trình. Rồi thì cái phần phá bách của BIOS của những cái dòng laptop Dell thì các bạn có thể áp dụng tương tự đối với những cái dòng laptop những cái hãng khác nha, HP hoặc Lenovo đó, các bạn cứ trải nghiệm thử xem là mình có khóa được, giải mã được cái phần unlock đó hay không nha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc, nếu các bạn thấy video này hay vô ích thì có thể cho mình like, và các bạn đừng quên nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật những video mới nhất trên kênh mình nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.